Anh nhìn rõ chuyện không anh? Mở ạ. Chắc là anh sử dụng cái lúc ấy nó chưa đúng cách ạ. Anh đưa sát vào mắt ạ. Anh đưa anh em làm mẫu để anh làm nhá. Đây. Anh đưa sát vào mắt trước này, đưa sát vào cái trong mắt này. Xong anh đưa gần lại. Anh đưa sát vào như này, đây. Đây ở cái cự ly này nhìn rất là nét ạ. Anh làm lại cho em. Anh đưa hẳn sát vào mắt. Đưa lại gần. Mắt đấy phải mở ấy nhá. Cái mắt mà nhìn lúc ạ. Anh phải đưa lại gần ạ, nó chưa đủ về tiêu cự đấy để bắt nét đấy ạ. Trước này là 1 triệu ạ. Thì nó zin và nó đầy đủ sổ thẻ full box và số thứ tự nó đẹp mới. Có, bên em sẽ có đầy đủ giấy tờ. Dạ có, bên em sẽ có hai cái giấy cấp cho anh là giấy cam kết hàng chính hãng. Và thẻ bảo hành 6 năm ạ. Dạ. Dạ vâng, cam kết hàng chính hãng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em chịu hoàn toàn trách nhiệm anh. Vì cái giá này giao lưu thực sự rất là tốt. Tuần nó có trục trặc, ví dụ như giờ rất quan trọng không chuẩn ra, có lệch không? Đấy, anh yên tâm, đây em sẽ kiểm tra cho anh luôn ạ. Đây nhìn máy đang chạy, đây nó sẽ biến thiên tầm độ 5-6 giây một ngày tùy dao động cổ tay. Đây. Vâng. Đây có lúc 3 giây, tức là tùy cái dao động ạ. Thì cái vị trí mình đeo ạ, mình nghiêng các góc khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái độ sai số. Đây bây giờ chỉ còn 3 giây. Nó đang đo dần đấy nhá. Đấy. Và trong vòng khoảng đeo trong một tuần nó cứ lệch liên tục, có cái trước anh đeo nó lệch đến sau nó lệch một ngày, nó lệch đến gần với phút như sao? Nó biến thiên mà anh, nó biến thiên tức là cộng trừ ạ. Tức ở cái vị trí này thì nó sẽ trừ, có ở vị trí khác thì nó sẽ cộng, chứ không phải là nó sẽ sai kiểu cộng dồn đâu ạ. Chiếc này thì khoảng nó sẽ biến thiên. Bao lâu nữa thì bảo dưỡng lại? Đây bây giờ còn 2 giây anh ạ. Chiếc này thì khoảng độ tầm 3 đến 5 năm thì anh bên em bảo hành 6 năm, anh yên tâm anh lau dầu miễn phí anh ạ. Đây bây giờ còn 2 giây anh ạ. Giờ sẽ càng đo nó sẽ càng chính xác. Tức là tầm 2 đến 6 giây một ngày. Đấy là cái độ sai số. Đây là cái tần số dao động anh ạ, 28.800 VPH, loanh quanh khoảng 2 giây một ngày anh ạ. Hàng thì bên em để ở kho. Hàng thì cũng nhiều chứ. À, chiếc này thì bên em chỉ có duy nhất thôi. Và cũng mới về anh ạ. Còn vàng khối thì bên em nhiều lắm ạ. Cái thương hiệu lớn. Đấy, số lượng máy chuẩn. Đấy, anh cứ kiểm tra đây ở đây luôn ạ. Em gửi ạ, em chỉnh lịch, chỉnh giờ và chỉnh cả moon phase cho anh rồi nhá. Em tặng anh bộ dây da cá sấu nhập anh nhá. Số điện thoại của anh ạ. Số điện thoại của em có trên luôn đây ạ. Đầy đủ địa chỉ số điện thoại. Cả hai thẻ đều có hết ạ. 72 tháng rồi, 6 năm ạ. Em gửi anh số tài khoản. Quét má này chưa chuyển được này, dạ em nhận được rồi anh ạ, anh để em đeo cho. Cái này là khóa xiên, hay để em tặng anh thêm một cái bộ khóa đôi, bộ khóa ngoài thôi ạ, thì lúc nào cần anh đeo thay đổi. Đây là bộ khóa đôi nhá, đây anh cũng rồi, dạ vâng, khóa ngoài thôi ạ. Thì nếu mà anh muốn nó đóng mở dễ thì anh lắp cái khóa này vào cũng được. Nó khóa ngoài đây anh ạ. Thì các em kỷ niệm anh thêm. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Dạ vâng. Đầu xuân em mời em cũng chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý anh nhá. Dạ dạ. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Anh về nhá, em chào anh ạ. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.